Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình chơi 12 trò. Trò đầu tiên là Miraculous Lady. Mình đang đến màn 22. Mục tiêu là ăn 15 cái bánh nhá, ăn 15 cái bánh sô cô la. Cái cửa bên này hôm thì nó mở bên này trái, hôm thì mở bên phải. Là mình nhầm hết cả lẫn. Chúng ta không được chết bất kỳ một màn nào, bởi vì mình không có khả năng hồi sinh đâu. Đây rất nhiều bánh này. Ui 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 ui, kinh quá nhờ. Ôi nhiều chướng ngại vật thế. Ta ăn còn 3 cái bánh nha anh em ơi. Mình ăn 3 cái bánh nha. Kìa kìa. Đớp luôn, đớp luôn, đớp luôn. Ê. Có vẻ như kết thúc cái màn này khá là nhanh. Tốc độ bắt đầu cao rồi nè. Win rồi. Wow, win rồi. Mình sang màn 23 nữa xem nào. Cái màn này tối quá. Tối quá nhưng mà màn này chúng ta phải lộn xuống chướng ngại vật này xong mới ăn được những cái bánh màu đỏ này. Ôi không, là nó không tính đâu. Phải lộn nhá. Phải chui xuống cơ. Đây đây đây, đây. Nhìn này, nhìn cái pha lộn đó. Đấy. Thế mới không? Thế mới điều chứ. Mồm. Mình sang trò tiếp theo, Tom Hero. Vừa vào phát nó hiện ngay cái nhiệm vụ ngày hôm nay. Nhiệm vụ chúng ta là rút 22 co 27 cái con raccoon. Đấy, những con raccoon nó bay đấy. Nhanh mà. Trò Tom Hero này trò rất là mượt mà. Mình thấy cái trò này nhẹ mà mượt. Chơi máy nào cũng được ấy. Mình thấy máy nào cũng chơi được ấy. What the hell? Không đủ luôn. Không đủ luôn. Mình đi chơi lại. Quên mất trò này đáng như bật cái mạng lên chết còn hồi sinh. Nhiệm vụ này tốc độ khá cao. Còn có 3 con nữa thôi. Ba con nữa thôi, khó thế nhỉ. 3 con thì cảm giác mình có 40 con. Ồ, đây đây, con cuối cùng này. Con cuối cùng này anh em ơi. Yeah, mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngày nay. Được thưởng này, khá là nhiều đồ đạc luôn. Rồi, mình sẽ sang cái game khác. Đó là trò Benny Run. Chân tên là tên.
chuyển luôn đi. Đang chơi những cái game rất là nhiều màu sắc thì chuyển sang mấy game màu không màu này. Nên mọi người có bị choáng ngợp không đây? Mình đã chạy theo hướng của mình hoàn đạn. Thật là ngu người. Chết được nhỉ? Rõ ràng di chuyển không đúng không ấy? Chân này đau quá. Thật là sâu cay. Mình chỉ đến với chờ Mario vào luôn nha. Chúng ta đến với tầng 7 ở đây. Cảm thấy đây là một cái màn khá là mới. Ôi trời, bay lên cao luôn. Màn này đơn giản quá. Đây màn 3 đây này. Màn này đi cầu thang bộ miễn phí luôn. Mà nhảy nhầm vào lên một cái xích đu khác là nó đưa mình thân đổ đầu luôn đấy. Wow, một pha nhảy quá đẳng cấp, chỉ ăn được hai đầu thôi. Công chúa đây. Mấy con sâu to này, nhìn mấy con sâu này to không? Mấy nhìn to, to thế nhỉ? Con sâu to quá. Để công chúa gì? Ui, đã trèo lên trên kia kìa. Không được một đồng nào. Hai màn này chơi được không được một đồng nào. Mày là bom mà báo như bom đuổi này. Mario time. Quá nhiều bom. Một sao không thèm thấy luôn. Mình sang cho Fun Red 3D. Let's go. Ôi mình đến mềm 33 rồi này. Chơi nào. Go. Ồ mày quá, lên được một cái bậc thang. Rồi, treo đi. Cái màn này là cái màn là... mình phải đi xem cái quy luật của nó này. Cứ chạy. What? Ôi, cứ chạm ở đây là chết đi. Rồi. Ngồi xuống, các thanh niên kia đâu rồi?
Yeah, ui múa quạt được, múa quạt được không? Mình sang phần tiếp theo. Nâu thanh luôn. Tiếp tưởng. Màn này chỉ có hai người chơi thôi. Hai người. Ui, ui, ui. Trời ơi, lỡ chiến đò rồi. Thanh niên kia mình đoán cũng không thể đi được xa bởi vì cái màn này cũng tương đối khó đấy. Ôi, 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 mẹ. Thua rồi. Thua mất rồi. Ta bắt chơi lại này. Rồi chúng ta sẽ sang mình. Rồi mình sang trò Duelist Stickman. Trò này rất là vui. Chơi mà giải trí vậy. Có hai người thôi. Có thể chơi chế độ mà nhiều người được. Mình có thể chiến đấu với nhiều người. Rồi. À. Nhưng mà chơi cái chế độ ý thì nó nghe không công bằng lắm. Đông lắm. Đông người ra nó chiến mình lắm. Chơi 2-2 solo để cho nó vui. Mỗi lần mình vào mình được cung cấp một cái vũ khí để đẩy đối phương xuống xuống nước này, xuống nham thạch này, hoặc là xuống đâu đó. Oh, mình đang cầm găng tay vô cực. Găng tay vô cực này. Chút, 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 chút. Này thì găng tay vô cực này. Rồi chúng ta sang một màn khác. Go. Mình đang cầm một cái cầm một cái gì đấy, que có phép thuật. Ui, những pha vậy liên tục nã vào mặt nhau. Wow, hay quá ta, hay quá ta. Đồ kiếm rồi, nhưng cái đồ kiếm ấy. Ui, ui, mình win rồi. Rồi mình sang một mặt khác. Màn này rất là hay. Mình có bắn, mình sẽ bắn nó ra, mình sẽ bắn nó kia. Hay chưa kìa. Rồi mình sẽ nhử đây. Ok. Đủ. Sao màn này cũng tranh nhau quả bom. Xem ai ăn được quả bom này. Ăn bom này, này. Một pha giao tranh. Sao cái thằng này lúc nào nó có cái lớp bảo vệ màu vàng vàng xuất hiện nhỉ? Ôi. Chuẩn rồi anh em ơi. Nó. Uhu, mình win rồi. Mình đứng ngoài cái diện tích nổ mà. Rồi chúng ta sẽ chơi nốt màn này với quả bom chuối, súng chuối. Bắn. Bắn không chừa phát nào luôn. Đù. Ôi, khủng khiếp đấy. Rồi, mình sang một game khác, đó chính là cái trò Brawl Star. Mình sẽ chơi chế độ chiến đấu đi. Chiến đấu với ông trùm đi. Chơi 3 người thôi. Chết rồi, đây chính là ông trùm. Ôi, một con robot. Một con robot siêu to. Siêu to khổng lồ luôn. Hy vọng cái mạng nó không bị lát. Đây là cái trò này rất nhiều người chơi anh em ạ. Nó vả mình. Vả mình như đúng rồi luôn. Ô thanh niên này có cái chiêu bắn to đấy, đám to đấy. Con boss này khỏe quá. Mình sẽ quay lại sau 13 giây. Úi dồi ôi. Sao không tạo ra một cái đồng hầm hồi máu đây nhờ. Ủa thanh niên đi nhìn khỏe phết. Còn sống lại rồi anh em ơi, sống lại rồi. Ồ nó chuồn rồi. À phải bắn luôn con robot này, nó tỉa máu khác hết. Chuồn thôi anh em ơi, chuồn thôi. Đợi hồi máu đã. Kẻ tay dài bắn cơ, mình tay ngắn quá, mình toàn tiến đến gần thì bắn.
Ô, chiến thôi. Trận chiến này hơi lâu ấy. Ô, cầm bot này. Ôi, bot to quá. Các thanh niên đồng đội của mình đam bé quá. Mình đứng ngoài ăn hôi thôi chứ mình đam bé. Ô, mình còn robot con thì nó bắn mình. Ô, ông đừng ra đây, ông lừa chết tôi đấy. Ô, anh em ơi, ra hấp diêm nó đi. Liên tục, ôi ôi, 20 giây sau mới xuất hiện này. Trời ơi, tay hơi ngắn này, toàn team mình súng bắn hơi kém. Không phải tay dài cơ, cái bọn nó bắn xa, nó cứ đứng ngoài nó tỉa hết máu ngay. Con này chắc phải chơi thì mấy chút nữa. Nó tỉa máu này. Đù, bắn cắt thế. Phải thử thách khó này, ai chơi cho anh thử thách khó thế. Mình solo, một mình mới solo anh ạ. Ủa, nó bắn, nó bắn liên tục kìa. Cứu em ơi. Face of Fury. Nhảy đâu đấy. Chuẩn thôi. Ủa, tay toàn tay ngắn thì đấm mãi không chết thì còn bot. Ai à, trận chiến này dài hơi ấy. Ủa, đông lắm. Mình phải hồi máu đấy. Ồ, mình cứ mình nhảy vào đầu nó luôn. Ủa, đồng hồ vãi. Đồng ác vãi. Ủa, mình sẽ hạ gục. Ủa, bắn đi, sắp hạ nó rồi. Chả lâu rồi, đợi đánh không mát này lâu rồi. Ôi dồi ôi, từ nay em mới win. Khổ vãi. Bắn tách rồi. Rồi mình sẽ vào trò Lego Marvel. Quá đẹp luôn, vào luôn đi. Đã đang ở màn màn này chơi rồi đúng không? Ta có thể chiến với con người cát này thôi. Mình từ nay ăn toàn cát của nó rồi. Ủa, bắn liên toại. Win rồi. Nhanh vãi. Wow, lại kiếm bọt dâm này. Tạo ra đi. Mình. Ui. Chúng lốc xoáy. Này.
có vẻ như lần này chúng ta tiêu diệt thật rồi. Bắt nó. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Rồi, chờ tiếp theo mình xóa là chờ Roblox. Vào rồi anh em ơi. Tên 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 tên. Cũng vào đây có tiền này. Có một thanh niên đây này. Mình sẽ quánh như thanh niên này. Thanh niên này cũng quý bắp như mình luôn. Quánh được đấy. Các thanh niên này đều quý bắp như nhau. Sao bắn liên tục đây. Xong có đồng nhỉ. Wow. Mình nhỉ. Đây có rất nhiều cái shuriken này. Mua luôn. Kiếm đỏ này. Các tên nhìn thấy nhau loạn trí nhặng lên. Sao có một ông này đứng. Quẩy ruồi vậy. Mình sẽ đi vào đây xem nào. Chưa mua được như này cơ. Vẫn ở chỗ này thôi. Quánh cái gì đấy. Không hiểu quánh nhau kiểu gì. Sẽ mua kiếm thế nào. Mình vừa bị trúng một gậy xong. Quảng ơi. Rồi chúng ta sẽ sang cho Scary Teacher. Right now. Để vào trôn chơi mà trôn TV cho dễ. Ngay ở gầm cầu thang này. Kết thúc sẽ nhanh hơn. TV show. Let's go. Wow, cô giáo của em đang rất là thích thú với những cái màn trình diễn của TV. TV show. Mình thì cũng rất là thích thú. Mình sẽ tìm được cái này. Đó này. Cái mở khóa cửa này, nếu mà mấy cửa nó có một cái gì nó chặn thì mình dùng cái này để mình phá cửa. Đúng là khóa cửa thân được sữa không? Hoàn thành xong cái nhiệm vụ rồi đó. Nói về giới thiệu cô giáo và xem TV. No, what happened to my TV? My favorite show was about to start. Cái TV rồi gì mà xem? Hôm mình vào cho party. IO. Right now. Cho đánh nhiệm vụ mình là câu bắt luôn bắt ông này
Ôi, cái ui, 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 ui. Bắt luôn. Vậy bắt mình về mình bắt lại. Yeah. Và có thanh niên rất là to để bắt 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 bắt. Bắt luôn, ui, bắt được rồi, béo quá, nặng quá. Ui. Ôi lại lại phượt lên này. Mình lại bắt tiếp lần này nhắm lại xa hơn. Ok. Bắt cái ông này nữa này. Người chơi 9-8 năm. Rồi. Rất là hay. Ta sang cái game cuối cùng. Đó là trò Grand Run. Play nào. Đây cũng là trò chơi cuối cùng. Du, vui chạy đi. Đây cũng là trò chơi cuối cùng của mình. Hôm nay mình đã kết thúc rất là nhiều clip. Có độ dài khá là dài luôn. Chơi mấy clip độ dài gần 40 phút. À, chơi xong hết hết cả một ngày luôn này. Chung là thực hiện một clip này cũng có những cái điều nó khá là vui. Có tính cạnh tranh, vui vẻ khá phết. Ồ, đâm vào đúng khủng long luôn. Wow, đó là tất cả 8 trò chơi, à 12 trò chơi trong ngày này của mình. Goodbye, see you again.